Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Tứ Thánh Nhà Tiên Tri 9 tuổi do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Bình luận kinh giảng Tứ Thánh, chữ rằng ma Phật cũng ta, trồng bông thì lại có hoa nhà mình, để sau bão tố thình lình, sập nhà sập cửa rồi mình ở đâu thế gian chớ khá cơi trâu hai sừng nó nhọn nó đâu để mình thương dân khuyên nhủ hết tình mượn xác chín tuổi một mình ra thơ buồn đời coi lại làm ngơ nói rằng nói dối làm thơ bắt vần để rồi cuộc loạn quân tần biết cho tứ thánh bắt vần hay không ếch ngồi đáy giếng mắt trông vịt nghe tiếng sấm cũng không biết gì khoai lang lại với khoai mì đến khi tần khởi độ thì khẩu ta dáng mà niệm Phật cho qua, vái cầu Bồ Tát độ mà trần gian, nguyện cùng tất cả bốn phang, dẹp ngòi xuống ống cho an dân lành, tượng cao chớ khá lên bảnh, thế gian phải dáng làm lành khỏe thân, lời bình câu sấm, thế gian chớ khá cưỡi châu, hai sừng nó nhọn nó đâu để mình, chữ châu ám chỉ cái gì, xã hội nông thôn Việt Nam ngày xưa, còn châu được coi như là có sức mạnh vô địch làm việc nặng nhọc như cày bừa. Đức Tứ Thánh dùng hình ảnh con trâu để ám chỉ bộ máy quân sự siêu cường có sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Cụm từ hai sừng nó nhọn ám chỉ bộ máy quân sự được trang bị võ khí nguyên tử có sức tàn phá thật là kinh hoàng. Cụm từ chớ khá cưỡi trâu ám chỉ các siêu cường đừng có lấy vũ khí nguyên tử ra mà thử nghiệm biểu diễn đe dọa đối phương. Trời rào có ngày đứt tay. Hãy cẩn thận đừng dẫn với võ khí nguyên tử có ngày sẽ lãnh án tử nguyên. Câu sấm thương dân khuyên nhủ hết tình mượn xác chín tuổi một mình ra thơ buồn đời coi lại làm ngơ nói rằng nói dối làm thơ bắt vần trong hoàn cảnh lịch sử khó khăn thời nô lệ ngoại bang pháp thuộc nên tứ thánh phải mượn xác trẻ chín tuổi ngâm nga thơ về để dễ bề giả dại qua ải khi thấy ngài mượn xác trẻ tuổi nói thiên cơ tam hoàng cốt điền khó hiểu người đời lầm tưởng rằng cậu bé điên loạn nói chuyện khùng khiệu vô nghĩa câu sấm để rồi cuộc loạn quân tần biết cho tứ thánh bắt vần hay không ếch ngồi đáy giếng mắt trông vịt nghe tiếng sấm cũng không biết gì khoai lang lại với khoai mì đến khi tần khởi độ thì khẩu ta chúng sanh mê muội nghe sấm kinh chẳng hiểu gì đừng vội chê bai lời sấm hãy nhấn đợi đến khi nào quân miên tần khởi loạn trận chiến biển đông bùng nổ thì sẽ biết thực hư ra sao hãy tin tưởng niệm trời phật nguyện cầu Bồ Tát độ qua tai nạn. Dáng mà niệm Phật cho qua, vái cầu Bồ Tát độ mà trần gian. Nguyện cùng tất cả bốn phang, dẹp ngòi súng ống cho an dân lành. Thế chiến ba bom nguyên tử hủy diệt vô cùng khủng khiếp, cuộc biến đổi di sơn đảo hải vô cùng to lớn. Chúng sanh hãy sám hối làm lành lánh giữ, cầu trời Phật ban phước được sống còn qua cuộc sàng lọc kỳ này. Hạ ngươn mỗi việc mỗi mòn, mòn sông mòn biển, lại còn mòn non, đổi chồng đổi vợ đổi con đổi sông đổi núi đổi hòn hà tiên đổi châu đốc đổi tịnh biên thất sơn lại đổi qua liên nhà bản qua liền năm nước chật đảng qua lộ văn giáo máu tràn như sông đổi nhật đổi nguyệt đổi phong đổi năm đổi tháng đổi trong ngày giờ đổi cha lại đổi nhà thờ đổi cồn đổi bãi đổi cờ nam bang trời xây âu á bốn phang nước tràn bờ cõi khó an thời kỳ, chuyển luân bỏ bực biên thùy, ngửa nghiêng trời đất lập kỳ thượng ngươn, khuyên trong anh chị làm ơn, ăn ngay ở thật còn hơn làm giàu, giữ sao cho khỏi máu đào, giữ sao cho được cẩm bào Phật ban. Đạo làm người phải ăn ở cho tròn hiếu chung, không phản bội tổ quốc, không bất hiếu cha mẹ ông bà. Anh ôi chớ có hai lòng, giữ chung giữ hiếu, giữ lòng với cha hỏi mày ai đẻ mày ra, ông mày già yếu ông mày con kia, mày hung như khóa không chìa, đất cày bảy cục mày lìa đi đâu. Ông cha còn ở điện đầu, biểu mày phải niệm một câu di đà, thân mày côi cút không cha, thương dân miền Bắc cha già đợi trông, chị sao không chịu lấy chồng. Cam đành ở quá tuyệt dòng không con, khen ai lựa chọn miếng ngon, ai người nam tử, ai tròn nam nhi, đúa ai ta nói chuyện chi. Ai mà hiểu đặng đáng ghi con trời. Tới đây tuyệt bút hết lời, kêu cùng nam nữ mau thời tầm chi. Lời bình câu sấm. Mày hung như khóa không chia. Đất cày bảy cục mày lìa đi đâu. Một chữ là một nhiệm màu. Chữ đất ám chỉ quả địa cầu. Chữ cày ám chỉ thế chiến ba bom nguyên tử nổ tàn phá khủng khiếp. Cụm từ bảy cục ám chỉ cái gì. Bảy cục là bảy cái gì. Muốn biết bảy cái gì, Hãy tìm hiểu đoạn sấm sau đây sẽ rõ. Anh em hãy dáng trồng khoai, trồng khoai trồng bắp kế cày ruộng tâm. Chừng nào dứt giặc bảy năm, ông bà ăn Tết một năm vui mừng. Thiếu chi kẻ dọn người bưng, chừng ông về tới mặc dưng chẳng còn. Cả kêu bớ chú cõng con, cha về tới rạch tàu mòn giá tiêu. Đói ăn rau muống rong rêu, chừng ông về tới dựng nêu cấm cờ. Lời bình câu sấm, chừng nào dứt giặc bảy năm, ông bà ăn Tết một năm vui mừng. Cụm từ giặc 7 năm ám chỉ thế chiến 3 khởi ở Gaza Israel Trung Đông từ năm Mèo Quý Mão 2023 đến năm Rắn Ất Tỵ 2025. Sau đó, binh lửa lan sang Á Đông từ năm Bính Ngọ 2026 đến năm kỷ Dậu 2029. Tổng cộng thế chiến 3 kéo dài 7 năm, nên câu sấm tứ thánh viết là Trừng nào dứt giặc 7 năm, ông bà ăn Tết một năm vui mừng. Cụm từ giặc bảy năm khế hợp với cụm từ cày bảy cục trong câu sấm, đất cày bảy cục mây lìa đi đâu. Nghĩa là khi Phật Di Lạc ra đời cứu thế tại Thánh Địa Nam Việt Nam, thì mày ở đâu? Mày ở Mỹ Châu hay Âu Châu? Phải quay về Việt Nam kịp gặp Phật ra đời. Sydney, ngày 28 tháng 10 năm 2023, Kỳ Vân Cư Sĩ Biên Khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử. Quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báu để xem